Rồi. Ăn uống xong xuôi ở khu phố ẩm thực chay rồi. Ở đây nói chung là cũng một con hẻm là mọi đa phần các gian hàng đều bán là thịt chay. Cho nên là kêu là phố ẩm thực chay. Ở đây thì nó trên dưới tổng khoảng 10 quán á. Trước này cũng có bán nè. Thôi ăn rồi thì bây giờ mình đi thôi, no rồi đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
chân cầu. Lên đó bẻ trái xong bẻ phải liền. Bẻ trái bẻ phải. Cảm ơn chú. Đây, thấy à, thấy à, đèn được. Qua chỗ lớn luôn, mỗi giờ đi. Thấy đèn. Rồi thấy xe cầu thấy sợ quá không dám chạy. À, dạ. Cảm ơn chú.